Chào các em, chúng ta giải tiếp nick số 3 Olympic khối 8 vòng số 8. Bài làm số 1. Chọn cặp ô có giá trị bằng nhau. Nick số 3 cho nên thầy sẽ làm nhanh đôi chút nha. Những bài gặp nhiều ở nick 1, nick 2 rồi thì thầy lướt nhanh rồi. Không có nói nhiều nữa mất thời gian. Rồi. Bài nào ta giải ở nick trước rồi thì thôi bây giờ khỏi nha. Đây cái này giải nick trước rồi nè, nó bằng 36. Bài này giải nít trước rồi nó bằng 13. Nít 1, nít 2 sao? Tự coi lại đi các em nhé. 824 cái này giải nít trước rồi nha. Những bài khó này thầy giảng kỹ ở nít trước rồi thành ra thầy nhớ lắm. Rồi cái này thì không nhớ bởi vì nó dễ quá. Cần lấy máy bấm thôi. Tám mốt kìa, nằm sát đây luôn nè. Rồi cái này mình dùng chức năng mà thầy đã dạy ở trong khóa học về. Cái này làm sao đi. Cái này thầy dạy ở nick 1 rồi. Số chữ số nó là 42 hay sao? Rồi 42 chữ số. Về nick 1 coi nha. Còn cái này như là x bằng 6 hay sao? 6 x 12 47. Không phải. Không phải. Trả lại coi. Mấy bài dễ thì lại không nhớ ha. Mấy bài khó nó ấn tượng quá là nhớ. Hai mươi. Đây. Rồi cái này. Rồi cái này bấm thử coi. Nó ra cái gì. 24 x 19 cộng 24 x 18 chia cho âm 1111, âm 8 này. Hai này đi với nhau. Tiếp tục. Bây giờ cái này ta sử dụng kỹ thuật thầy đã dạy ở khóa học V81 ha. Thì các em sẽ giải ra rất nhanh. Là x sẽ bằng 3 và x bằng âm 5. Thì ta chọn x bằng âm 5 bởi vì x âm, người ta đòi hỏi x âm mà. Em nào tham gia khóa học đó rồi thì sẽ hiểu thầy nói gì. Còn nếu chưa tham gia thì thầy giải như sau. 2x thầy sẽ tách ra là thành 5x trừ 3x trừ 15 bằng 0. Rút x ra, ở trong còn x cộng 5. Rút trừ 3 ra, ở trong còn x cộng 5. Các em nhân vô lại đi, nó bằng như cũ là được ha. Và tiếp tục rút x cộng 5 ra. Ở trong sẽ còn x trừ 3 bằng 0. Hai cái ngoặc đơn nhân nhau bằng 0. Thì từng cái ngoặc đơn phải bằng 0. Hoặc x cộng 5 bằng 0. Hoặc là x trừ 3 bằng 0. Một trong hai cái đó phải bằng 0 thì nhân lại mới bằng 0 được. Vậy x sẽ bằng âm 5 hoặc là x bằng 3. Ta chọn x bằng âm 5. Tiếp tục. Để giải tiếp bài này. 3 mũ n trừ 1 là 3 mũ n chia cho chia hay là phân số đi. Chia cho 3 đó. Rồi cộng cho 3 mũ n nhân cho 9 bằng 28 nhân cho 3 mũ 5. Rồi rút 3 mũ n ra ngoài làm những từ chung. Thì trong là còn 1 phần 3 nè. Cộng 9. Và nó sẽ bằng 28 nhân cho 3 mũ 5. Từ đây các em có 3 mũ n. Sẽ bằng 28 nhân 3 mũ 5. Rồi đem chia cho cái tổng kia.
chia cho cái tổng này. Rồi em bấm máy coi cái đó bằng bao nhiêu. Hai tám nhân ba mũ năm, rồi lại chia cho cái tổng của 1/3 cộng 9, 729 cơ. Mà 729 là 3 mũ mấy nhỉ? Mình mò thử nha, hình như 3 mũ 6. Đúng luôn, 3 mũ 6. Như vậy ta sẽ có là N bằng 6 okay. Cái này đi với cái này, vậy hai cái này đi với nhau nha. Rồi giờ thầy sẽ hướng dẫn tại sao cái này bằng 18. Còn đi thi cái bấm luôn ha. X cộng cho em đợi xíu nha. Rồi x cộng cho 1/x bằng 3 thì thầy mũ 3 lên. Vậy là cái này mũ 3 này sẽ bằng 27. 3 mũ 3 bằng 27 đó. Phá tung ra x mũ 3 cộng 3 A bình, 3 A bình nhân cho B cộng cho 3 A nhân cho B bình, rồi cộng cho B mũ 3. 1 trên x tất cả mũ 3 thì bằng 1 trên x mũ 3 luôn. 1 trên x tất cả bình thì bằng 1 trên x bình luôn. Đây bằng 27 nè. Từ đây các em sẽ có gì? X mũ 3 nè cộng cho 1 trên x mũ 3 nè cộng cho 2 này, 3 x bình nhân cho 1 phần x, thực ra là 3 x, còn 3 x nhân cho 1 phần x bình thì là 1 phần x. Rồi tới đây ta sẽ có cộng rút 3 làm nhân tử chung là thành x cộng 1 phần x thành 27. Tới đây ta sẽ có là x cộng 1 phần x thì đề cho là bằng 3 rồi ha. Chỗ này bằng 3 nè. Như tới đây các em sẽ có là x mũ 3 cộng cho 1 phần x mũ 3 là bằng 27 trừ 9 thì bằng 18. Vậy thôi. Bài thi số 2. Tìm câu có khó không? Trời, toàn câu dễ không? Rồi. Bậc của đa thức này thì rút gọn hết ạ. X mũ 3 rút Y mũ 3 hết. X mũ 4 còn lại và bậc 4. Còn hệ số mình không quan tâm. Cái này các em dùng máy cũng được, mà dùng biến đổi cũng được. Dùng máy theo kỹ thuật V81 thì cũng ra nhanh lắm ha. Rồi. Bây giờ thầy sẽ giải bằng biến đổi toán học luôn. 4x bình trừ cho hàng đẳng thức đó, 2x trừ 3, 2x cộng 3 là sẽ thành 4x bình trừ 9. Nó bằng 9x. Rồi kem phá ra kem sẽ có là 9 bằng 9x. Vậy suy ra x sẽ bằng 1. X 1 kem nhé. Số trục đối xứng của hình vuông là 4 trục. 1 trục dọc, 1 trục ngang và 2 trục chéo. Hình vuông có, cái này thầy giải ở đích số 1 rồi ha. Cạnh hình vuông sẽ bằng 4. Cái này thầy dạy ở nít 1 hoặc là nít 2 gì đó, thầy không nhớ. Nó bằng 18 thì phải. Thử lại coi. Đúng luôn, 18. Bài này
Bài này thì giao cho bọn lớp 6 nó làm được em. À lớp 7 nó làm được em. 5x cộng 2. Bên kia 36 thì ghi là 6 bình. Tất cả mũ 3x trừ 4. Rồi như vậy là thầy sẽ có lũy thừa của một lũy thừa. Như vậy chỗ này nó sẽ bằng 6 mũ 2 nhân cho cái này trong ngoặc. Rồi hai lũy thừa bằng nhau, giống nhau phần cơ số, suy ra số mũ sẽ bằng nhau. 5x cộng 2 sẽ bằng 2 nhân cho 3x trừ 4 ha. Rồi mình giải cái này theo kỹ thuật V81 đi cho nó nhanh. Rồi xong 10. 10 game nhé. X bằng 10. Ngày n bằng 2 làm ở mấy bài trước rồi. Cái này m bằng trừ 1 làm ở nít 2 rồi. Thôi mình thử lại sau. Rồi kem đợi thầy xíu nha. Thầy upload cái file này lên YouTube nè. Tìm các cái câu lạ và khó dùng kỹ thuật giống nhau là cái mẹ đường dịch chính 16 và n bằng 2 cái y bằng 884 dư là 18 bằng 0 hết 1 là thành 2 chứ quên 9 trừ cho cái trên này bằng 1 này. Rest kỹ thuật của khoa học V81 em rất là rồi thầy upload cái file kia lên mà để mai bận lắm, mai không có rảnh đâu, mai là thua rồi đó, mai thầy đi làm việc cả ngày, tranh thủ đêm nay làm cho xong. Rồi còn cái khóa học V62, 82, 92 nữa nha, mấy cái bài này kem về nít số 2 kem coi nha, thầy giải kỹ lắm ha, chứ không phải là làm lụi vô đâu. Bây giờ cái bài hình thoi này mình vẽ hình thử coi. Cho hình thoi có góc 60 độ ABCD, góc 60 độ nè. Đường thẳng MN cắt cạnh AB BC M và N. MB cộng NB. MB cộng NB là bằng độ dài hình thoi. Rồi bài này có vẻ hay á. Coi trên này còn mấy phút của chắc còn nhiều. A B C D MB cộng NB
là bằng cạnh thôi. Rồi, tính số đo góc MDN. MDN. Rồi, bài này cũng rất là hay các em. Nó sẽ bằng 60 độ. Hồi thầy sẽ giải thích tại sao 60 độ nha. Còn giờ ta làm câu số 10 cho nó lẹ. Rồi các em dùng chức năng giải hàng loạt khảo hàm trong cái khóa học V81 thầy hướng dẫn rồi, để làm cho nó nhanh. Gõ nè, trị tuyệt đối của x trừ 2 cộng cho trị tuyệt đối x trừ 3 rồi cộng cho trị tuyệt đối x trừ 6. Rồi, giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Đang càng ngày càng giảm. Rồi, rồi, rồi. Vẫn còn giảm nữa. Giá trị nhỏ nhất là 4 đây. 4 đạt được khi x bằng 3. 4 chính xác là 4 đạt được khi x bằng 3. X bằng 3 thì đây bằng 0, đúng không? Ở đây bằng 3, còn đây bằng 1, đúng bằng 4 luôn. Bây giờ thầy hướng dẫn bài số 9. Các em tham gia khóa học V81 nha, để giải mấy cái loại này cho nó khỏe, đỡ suy nghĩ nhiều. Câu số 9, thời gian còn nhiều. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bài số 9. Cho một cái hình thoi. Thầy vẽ tượng trưng thôi. Hình thoi là ABCD nè. A, B, C, D. Trong đó góc A là bằng 60 độ. Như vậy là lấy một điểm M trên AB, lấy một điểm N trên điểm N trên BC. Rồi bây giờ các em suy luận nhanh cho tôi nè. Cũng khá đơn giản thôi. Theo đề thì BM cộng cho CN là bằng cạnh. Đây. MB nó cộng cho NB thì bằng cạnh hình thoi. BM cộng BN chứ nhỉ? NB bằng cạnh thoi, thầy gọi là BC đi. MBC thì nó đang bằng là NB cộng cho NC. Như vậy là BM cộng NB là bằng NB cộng NC, tức là BM sẽ bằng NC. Như vậy ta có hai đoạn này bằng nhau các em nhé. MB này và NC bằng nhau. Vậy thì nối cái góc cần tính, nối BD. Giờ các em sẽ chứng minh được tam giác này nè. Hai tam giác này bằng nhau. Đó, hai tam giác này bằng nhau nè. Tại sao vậy?
Tại vì nó có BM bằng NC theo chứng minh vừa rồi. Rồi nó có cạnh BD bằng cạnh CD. Tại sao vậy? AB bằng AD. Cạnh thôi mà. Mà góc A bằng 60 độ, như vậy tam giác ABD là đều, bởi vì đó là tam giác cân có góc 60 độ. Như vậy BD là bằng hai cạnh này. Mà BD bằng hai cạnh đó thì nó cũng bằng hai cạnh còn lại của hình thoi luôn. Vậy tới đây ta sẽ có là BD bằng CD rồi đó. Rồi hai cạnh này bằng nhau nữa. Rồi các em để ý cái góc này nè. Góc C này là 60 độ. Mà góc B này cũng bằng 60 độ. ABD này là hình tam giác đều mà. 60 độ, 60 độ. Rồi hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh, góc và cạnh. Và sau khi nó bằng nhau thì các em suy ra hai cái góc bên dưới này bằng nhau nè. Hai góc nhỏ này bằng nhau ha. Thầy tô lên cho các em dễ thấy nè. Góc này sẽ bằng góc này. Đó. Hai góc này bằng nhau. Mà cái góc này cộng cho cái góc trắng ở giữa là bằng 60, bởi vì tam giác BDC cũng là tam giác đều mà. Anh này cộng góc giữa bằng 60 thì anh này cộng góc giữa cũng bằng 60. Góc MDB cộng góc giữa cũng bằng 60, bởi vì hai góc này bằng nhau mà. Vậy tóm lại là MDN sẽ bằng 60 độ các em nhé. Rồi, ngẫm nghĩ lời thầy giảng sẽ hiểu thôi, còn không hiểu nữa thì thầy bó tay chấm cơm, chấm canh, chấm cá kho thôi, chịu thôi. À, chúng ta còn khá nhiều thời gian. Nhưng mà thôi nộp bài đi ha. Đúng hết rồi đó. Buồn ngủ quá rồi. Rồi còn bài thi số 3 nữa. Vượt chướng ngại vật à, vừa ráng vượt chướng ngại vật rồi đi ngủ luôn. Cạnh huyền gấp đôi trung tuyến bằng 24. Trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền ha. Vậy cạnh huyền gấp đôi trung tuyến. Tứ giác có hai góc vuông hình chữ nhật là tầm 7 ha. Hình thang vuông đó. Có hai góc vuông đó, đâu có phải hình chữ nhật đâu. Cái gì đây? Cho tam giác ABC vuông tại A. Thử coi. Tam giác ABC vuông tại A đi. Đây. Có đường cao là AH. M là trung điểm AB, AC. Đặt tên nè. A nè. B nè. C nè. H nè. M là trung điểm của AB. N là trung điểm của AC. Khi đó số đo của góc MHN bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ hay bằng nhiêu? Rồi thầy hướng dẫn nhanh tại sao bằng 90 độ ha. Góc này vuông. Góc này vuông. MH là trung tuyến ứng với cạnh huyền AB trong tam giác vuông AHB. Vậy MH sẽ bằng AB chia đôi. Tức là MH sẽ bằng AM các em. AM và MH sẽ bằng nhau nha. Tương tự AN và HN cũng bằng nhau. Vì đều bằng nửa cạnh AC ha. HN là trung tuyến ứng với cạnh huyền AC thì bằng nửa AC. Còn N là trung điểm của AC thì AN cũng bằng nửa AC. Như vậy cạnh AM bằng cạnh HM, cạnh AN bằng cạnh HN. Rồi cái cạnh MN là cạnh chung của hai tam giác đó nữa. Hai tam giác này nè. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Lúc đó góc MHN sẽ bằng góc MAN, hai góc tương ứng. Vậy góc MHN sẽ bằng 90 độ ha.
Rồi tiếp tục. Bài này thầy giải bằng nháp đi cho nó rõ. XA là nguyên dương. Rồi giờ từ công thức đề cho thì còn lại là XA cộng 2A sẽ bằng 30 cộng 5X. Từ đây rút Y ra, ở trong sẽ còn X cộng 2 bên trái là bằng 30 nhân 5X, 30 cộng 5X. Rồi từ đây suy ra Y sẽ bằng 30 cộng 5X, tất cả chia cho X cộng 2. Rồi như vậy nó sẽ bằng là 5X cộng 10 và cộng cho 20, tất cả trên X cộng 2. Tới đây thầy tách ra thành hai phương thức cộng nhau. 5X cộng 10 và cộng cho 20, tách ra thành hai phương thức riêng biệt, không? Rồi cái này ở trên tử thì rút 5 ra, ở trong còn X cộng 2. Rồi rút gọn với ở dưới luôn ha. X cộng 2 rút gọn phương thức với lại X cộng 2 ở dưới kìa, là còn 5 cộng cho 20 phần X cộng 2. Bây giờ các em để ý nè, Y là số nguyên dương. Như vậy là 5 cộng cho cái phân số này cũng phải là nguyên dương. Vậy suy ra X cộng 2 phải là ước. Cái này làm nhiều rồi nha, làm nhiều lắm rồi, không biết làm bao nhiêu lần, là ước của 20. Ước của 20 mà X cộng 2 sẽ là ước dương. X dương à, X là nguyên dương à, thì cộng 2 thì càng dương nữa. Như vậy là X cộng 2 phải là ước nguyên dương của 20. Chứ không thể là ước âm được. X là số dương rồi, cộng 2 thì càng dương hơn. Ước của 20 thì có 1 nè, 2 nè, 4, 5, 10 nè, 20 nè, hết. Sáu ước. Nhưng mà x cộng 2 thì không thể nào bằng 1 được, bởi vì x nguyên dương mà, bèo lắm x phải bằng 1 rồi. Cũng không thể bằng 2 được. X cộng 2 không thể bằng 2 được, bởi vì x là dương, dương cộng 2 phải lớn hơn 2. Như vậy là x cộng 2 chỉ có thể là 4, 5, 10 hoặc là 20 thôi các em ơi. Từ đây các em suy ra x sẽ thuộc tập hợp nào? 2 nè, 3, 8 nè, và 18 ha. 2 cộng 2 bằng 4, 3 cộng 2 bằng 5, 8 cộng 2 bằng 10, 18 cộng 2 bằng 20. Khi đó tổng các giá trị của x tìm được, tổng các giá trị của x tìm được, à vậy mới lấy mang này cộng lại thôi. 2 cộng 3 cộng 8 cộng 18 là 5 cộng 8 13, 13 với 18 là 31. 31 kem. X y nguyên dương. Coi thử x nãy giờ là nguyên dương rồi, y có nguyên dương không hả chứ. Lấy số 2 này thế vô kia rồi coi. Chưa thử y nha. X bằng 2 thì y sẽ bằng 20 chia 2 cộng 2 là 5, 5 cộng 5 bằng 10. Đúng rồi. 3 cộng 2 là 5, 4, 9. May quá cũng dương. 8 cộng 2 là 12 là bằng 7 cũng dương. 18 cộng 2 là bằng 6 dương hết.
người ta bảo tính tổng các giá trị của x tìm được thôi. Dạ các em tính tổng này là bằng 31 nha. Sao lại sai? Sao lại sai ta? Rồi các em coi lại nha, có thể thầy đọc đề chưa kỹ ha. Ý tưởng các em nắm được rồi. Số lớn nhất cái này làm rồi ở nick trước á, nick 2 á, 4 mũ 50. Cái này làm hoài mà. Cái này ở dòng 3, dòng 4 như mình đã làm rồi ha. 1 bình trừ 2 bình thì nó sẽ bằng 1 cộng 2 nhân cho 1 trừ 2. Rồi cộng cho tương tự như vậy. 3 cộng 4 nhân cho 3 trừ 4 cộng vân vân, cộng cho tới 2000 1 2 3 4. Ồ nó dụ mình các em. Có lẽ con số cuối kìa. Như vậy là 2017 bình phương là FA đó ha. Và cái cặp cuối cùng là 2015 cộng 2016 nhân cho 2015 trừ 2016. Cái thằng kia lẻ loi. Thằng kia lẻ loi thì đứng yên đợi. Cho đứng yên đợi đi. Rồi, M nó sẽ bằng trừ 3 này, trừ 7 này, tiếp theo là 5, 6, vậy là trừ 11, cứ trừ vân vân, cho tới trừ 4031, rồi cộng cho 2017 tất cả bình, vậy thôi, bằng trừ 3 cộng 7 cộng 11 cộng vân vân, cộng cho 4031 cộng cho 2017 bình phương. Rồi cái này là giải cách đều các em nhé. Các em tự cộng giải này đi. Từ 3711 cho tới 4031 là có bao nhiêu số? 4031 trừ 3 chia 4 cộng 1 là 1008 số. Chỗ đó là có 1008. 1008 số ha. Rồi mình nhân cho 3 và cộng cho 4031 chia đôi. Và cộng cho cái này. Tổng của giải cách đều thì các em học ở lớp 6 rồi. Em nào không nhớ thì có thể mua lại cái khóa học V61 của thầy mà học nha. Rồi, 4031. Rồi. Nhân cho 2 đôi nữa. Cộng 2017 bình phương bằng 1899073. 1899073. Để thử lại lần nữa các em. Cái nghi quá. Rồi. Một tám chín chín không bảy ba. Quan trọng là cái tổng này mình tính đúng là được nè. Hơi nộp đi, sai thôi. Ồ sai rồi các em. Tìm coi chỗ sai nào để tránh nha. Tìm coi chỗ sai nào để tránh các em nha. 1 với 2 là 3 nè. Trừ 1 7 trừ 3 trừ 7 đúng rồi. 2 2 là 4
15 là 31, đúng rồi. Cái tổng này mình tính đúng chưa ta? Tôi nghi cái tổng này mình tính sai nè. Bốn không ba một cuối trừ đầu chia khoảng cách là 4 cộng cho 1 để có 1008 số hạng. 1008 số hạng chia đôi là có 504 cặp. 504 nhân cho 3 cộng cho 4031 là bằng cái này à. Rồi cộng cho 2017 bình phương. Ồ, sai rồi kìa. Đáp án cuối cùng nó phải bằng là 2035153 mới đúng nha. Xin lỗi các em nhé, nãy mình ẩu á, chỗ này mình vội quá nè. Cái tổng trong ngoặc đó thì nó sẽ bằng là 504 nhân vô nhân cho 3 cộng cho 4031 nó bằng là 2033136 em. Cái tổng này nè mình tính sai ha. Rồi thông cảm, buồn ngủ quá rồi. Tiếp tục cái bài này thì thầy dạy ở nít trước rồi, có bằng 47 hay sao, hình như 47. Rồi giải sai nhưng mà thầy có giải lại hết rồi các em nhé. Rồi hẹn gặp lại các em ở dòng thi tiếp theo. Các em nhớ đăng ký cái trang web của thầy, sắp tới thầy mở V82, nhớ theo dõi đăng ký ha. Rồi hẹn gặp lại, bye bye.